Yeah.
dặm tường đình chứng kiến cuộc ly tan mà cây cỏ cũng âu sầu đổ lầy. Ai tôi cảnh người đi kẻ ở thảm thương nàng gian dở một đời qua. Tiền trầm viết vào đây chẳng còn lời, đập cổ kinh ra tìm lạy bồng xếp tàn ý lại để dành cùng nhau cách muôn phương đường phương.
Thương nước
dân nên cảm thông nhường lại chiêu quân đem công dân cho rờ. Để báo hiệu giờ chia ly vĩnh biệt đến muôn đời. Ê hậu ơi, bông mắt nhìn nhau chẳng biết nói đâu gì, chẳng biết nói gì đây với niềm cảm xúc khi tiền lòng đã tách đến ra khơi. Bình thường bất tài nên cầm tay đem nàng công sư, tha tử biết còn ít đơn đau hơn ở dương trần mà phải chia ly đôi ngả. Sắp sửa tăng neo, ai hậu ơi, tôi hết rồi, hết giây phút phiêu lưu, nhìn kỹ để muôn đời ghi nhớ mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vui bao buồn vắng lặng. Nói nữa đi hậu, cứ nói hết những gì trong phút vui. Trầm nguyện lòng ghi nhớ mãi để mà thương. Biết nói gì đây khi thuyền sắp ra biển cả. Biết còn đây hồn đã đâu rồi. Con đừng khóc nữa khiến cho lòng ba như ai sẽ ai dầm. Hết thương ba nên má con đã đi lấy chồng. Má lấy chồng bỏ con thơ dại sai bạc tiền dứt nghĩa mẹ con. Má con đi ba chẳng buồn, quyết không thương nhớ đến phường bạc đen. Ba chỉ thương con đã mất bầu sữa mẹ và mất mẫu tình êm ấm. Quậy sẵn con bu đi để trong trướng thành. Đây là chiếc nôi đất con hãy nằm ngủ cho yên lành. Con cứ tưởng bình sữa kia là bầu sữa mẹ, còn chiếc nôi này là bàn tay của mẫu thân. Con ơi con đừng tủi lòng tức tử, con đừng trách hờn mẹ nữa mà chi. Mẹ đã tạo con nên hình chốc mà không săn sóc vững vàng giữa chốn trần gian. Thôi nín nín ngủ đi con đừng khóc mơ nữa, trách bay lão thợ trời khiến duyên phải ra rồi. Con hỡi con ơi nghe bà hát bà ru với dầu tình bầu. Thôi bầu gieo tiếng giữ cho rồi mà đợi rồi bầu ra bầu đi lấy chồng giàu sang. Con ơi con hãy ngủ đi cho lệ chàng khỏi phải buông tràn. Tôi bồng con bốn năm tháng trường nay, nhà tôi hết sạch gạo tiền không một đồng để mua sữa cho con. Chị hàng xóm thấy vậy bảo giao con cho chị giữ. Tôi cảm ơn rồi rất chạy xin làm phụ quân giác để nuôi con cho cùng lớn lên. Con tôi quá nhớ mẹ nên khóc suốt đêm ngày.
bình sữa kê vào tận miệng. Nó dậy nảy không thèm chắc, nó đòi bầu sữa mẹ thơm. Nó khóc mãi sanh ra bệnh hoạn, phần thì than thuốc thiếu kém, nên con tôi mới lìa bó dương trần. Giác quách trên vai tay cầm chiếc xuống, tôi đưa con tôi đến chỗ cuối cùng. Phía sau tôi tiếng ai khóc nghe thật náo nùng. Tôi ngoảnh lại nhìn người khóc là một thiếu phụ bơ phờ sơ xác. Nhìn kỹ ra chính vợ tôi, chắc kẻ bạc đen đã gặp người đen bạc, nên hối hận về tìm lại con thơ. Tôi rảo bước chân đi thoăn thoắt, không muốn hồn con tôi phảng phất bên người mẹ đê hèn. Con tôi từ từ nằm yên trong lòng đất lễ, tôi vắng dài ướt đáy huyệt sâu. Tôi vội lắp chôn vùi khúc ruột, mà lòng tôi đau biết lấy gì so. Màn đen tối dần dần bao phủ, đêm lập lòe như lũ má chơi. Đợi tôi dắt cuốc trở về, người mẹ tội lỗi mới dám chạy đến ôm chầm lấy mồ. Mà kêu con hỡi con ơi, nghe thật thảm vô cùng. Chảnh lòng tôi đứng lại, kẻ phụ phàng ôm lấy chân tôi. Tôi bước ra mạnh cố đè con tim rạo rực, mặt ai sẽ lòng mà than khóc khóc thằng. Có tiếng cười ma quái sao cổ liễu bên hồ. Nếu là kẻ tương tri, sao lại còn ẩn mặt? Ai đó? Kiếp. Nàng là ai? Sao không cho tôi diện kiếp? Tại vì thiếp không phải là người. Thì sao nàng đây là... Thiếp là ma. Hả? Nàng là ma? Dân, thiếp là người thiên cổ, chứ không phải người còn sống trên cõi dương gian. Vì máu nặng ơn chàng nên đến đây đáp tạ. Tôi có làm gì mà nàng cho là ơn nàng hả? Kìa, ngôi mộ sau bờ liễu chính là nơi thiếp gửi nắm xương tàn. Ngôi mộ ấy của nàng à? Vâng. Và đã được chàng đắp điếm. Có lẽ nàng đã bị chết oan chết ức, nên trong hồn không được siêu sinh. Đó thiên hương tan tác lìa cành, hồn phảng phất trên ngàn cây nổi cỏ. Thiếp muốn được làm quen cùng ai đó, để cùng nhau chén rượu cuộc cờ. Hân hạnh được cùng nàng làm bạn văn thơ. Từ đây sẽ có người đẹp gần bên đàm đào. Đôi ngã âm dương khó mà hẹn trước. Lúc nào thuận tiện, thiếp sẽ đến với chàng. Đây, thiếp xin tặng chàng một chiếc quạt trầm hương. Lúc nào chàng muốn gặp tôi, cứ giái tên thu liễu. Thôi, đêm đã hầu tàn, xin giả từ chàng thiếp trở về âm canh. Quan thu liễu. Nặng lòng.
tiểu thơ. Lư sinh, tại sao chàng lại cố tình lẩn tránh trong khi tôi muốn được cùng người chung tiếng nói yêu đương? Là gì? Tôi chỉ là một thư sinh khốn khổ cơ hàn, còn tiểu thơ là một thiếu nữ cành vàng lá ngọc. Sao chàng lại gãi sự phân chia giai cấp? Tôi đâu phải là người quê khắc kiêu kỳ, giả lại người như chàng đâu phải mãi hàng di, sở dĩ còn lẳng đẳng bởi rồng mấy chưa gặp hội. Có lẽ chàng vẫn ngại ngùng về chưa lập chữ công danh, nên khi bàn đến chữ tơ duyên thì chàng lại thở chối từ. Tiểu thơ ơi, tôi là người lỡ dần nên suốt đời tôi lần đần tan hạ ngày bên bầu tuổi thơ, không ước mơ không đợi chờ, không vọng tưởng bóng hồng, không lời thương tiếng nhớ. Nhưng tôi là kẻ nặng tình muốn được cùng chàng phân nghĩa to, nên mới đến đây với tấm lòng ưu ái. Tôi đã không màng thì chớ sang hèn chàng nói đến mà chi. Nhưng tôi nghĩ rằng mình là một hàng sinh, đang lo mài miệt sứ kinh để ứng thi nơi khoa trường. Tôi biết chàng đây là một người hiếu học nên không ngại khó nhọc, đèn tức khi suốt tranh thâu để bút nghiêng học hành. Tôi muốn được cùng chàng nói lên lời thương mến, nhưng tôi chỉ sợ rằng xảy ra nhiều tai biến. Tôi với tiểu thơ dù không đều ông bướm, nhưng lệnh tôn người quá quay nghiêm, thâu đến tay người tôi sẽ thiệt thân. Oh, my God.
tâm. Chàng quá là người vô tâm đúng mực, từ chối một tình yêu để sống với cô đơn. Đêm đêm dưới đèn tôi ngồi im băng, lòng buồn rơi rơi băng băng. Mình lại cười, mình là một kẻ cuồng ngông. Đó rồi có tự bảo lòng rằng mơ mộng diễn giống là tự trói buộc xác thân vào dòng khổ ly. Chỉ cho bằng một gian lều có sông hâm hiu với chén rượu cùng đàn. Xin tiểu thơ tha thứ cho tôi, nếu sự từ chối đã làm tiểu thơ phật đi. Trời ơi, tới chi một lượt mà hai bà cho lộn xộn.
Tiểu thơ, tiểu thơ. Thôi, người ta đi rồi, gọi lại làm gì? Nè, nghe tôi hỏi nè, tiểu thơ Dương Bộ Ngọc yêu chàng lắm phải không? Phải, nhưng tôi đã yêu Ngọc Nương, nên không thể yêu một cô gái khác. Em mong rằng lời chàng vừa nói là những lời chân thành tha thiết, để em được vững lòng tin, hầu chờ đợi buổi mai sau. Buổi mai sau khi chiếm ấm công hầu, đôi ta sẽ được bền duyên hương lửa. Em tin tưởng nơi anh, bây giờ anh hãy đưa em ra sau chùa, xem qua ngắm cảnh đi anh. Đó, đó. Cô Tư Hà thấy gì không? Thấy gì? Cậu tôi với cô Ngọc Nương đang vui vẻ thế kia thì hai ta cũng nên tích liền cho mau. Mà tính toán chuyện gì thì chuyện ăn chuyện hai nha, thì chuyện trai chuyện gái nha, chuyện lứa đâu vợ chồng. Tôi chưa hề yêu anh cho nói liền nói thường. Em ba ơi tính liền cho vui học thương giùm tôi nói gì lâu tao. Không được đâu. Cái gì không được? Để tôi đi kiếm tiểu thơ tôi. Xin chậm bước, xin chậm bước, xa dừng chân, xa dừng chân. Nàng lại đây nghe anh bày tỏ thiệt hơn, rồi anh từ giả vô nằm trong nghĩa địa. Anh này lạ chưa? Cái gì lạ? Chưa gì mà anh trối dài nha. Trời ơi, chứ sống làm sao được em hai. Anh như thể một người chết đuối, xin em dùm cho mượn một cái phao. Vậy mà em nỡ lập ngơ bẻ lái đi đâu, để cho thân anh phải lặng một tình lên sọp xuống. Thôi anh ơi để cho tôi đi mà. Em hai ơi anh hiện giờ đây tỉ như một cái thây ma vô thừa nhân. Đang khẩn cầu em nhỏ, vài giọt nước mắt lâm ly ai quan, để cho anh được hồi dương ngoắt ngoại một đôi. Tình anh đôi với em đi ngay, mỗi giờ một nắng ở mỗi ngày một sâu. Yêu ngay em không biết đi để đâu, để kinh hầm súng lâu lâu anh đốt mặt không có cây mã đẹp trai chứ gì, và nói chuyện cũng không được văn chương lưu loát. Em hai ơi nói thiệt với em rồi, anh tuy kém tài thiếu học, nhưng mà anh có cái đức tính trời cho là biết sợ vợ sợ con lắm em hai. Một cái nha trang để em lên đó anh đốt nhang lại hoài. Chết cái gì trời ơi, ông tôi tới cả đã tao. Anh ở đó nó đi nó khùng hoài à. Tôi kìa em hai, em hai, em hai. Chùa Thanh Phong tự bốn mùa trầm mặc, thật đúng là nơi cho bọn thư sinh như ta ôn nhuần kinh sự chờ hỏi dòng mấy.
thưa ngài, lưu sinh chính là tôi. Người ở đây để làm gì? Thưa ngài, tôi ở nhờ nơi đây ít lâu, ông nhường phi sự để chờ ngài xuống trường an ứng thí. Tại sao ngươi là kẻ lạ mặt từ xa mới đến lại không trình qua với quan sở tại địa phương? Nếu không phải là phường du đảng bất lương thì cũng là bọn côn đồ đạo tặc, phải vậy không? Dạ thưa ngài, tôi đến cư ngụ tại Thanh Phong tự này mấy tháng nay, xóm làng đều biết, thiên hạ đều hay. Chẳng như quan sở tại có nghi thì cứ xét hỏi, tôi sẽ trình lý lịch. Tại sao ngài bảo tôi là phường côn đồ đạo tặc? Thôi cấm đi, ta đã biết cái người là phường gian thiên. Bán vào đây phá rối xóm làng, lại còn người dân giỡn trò bất lương, dụ dỗ gái thờ. Tôi đâu dám nào tin tưởng quan tiết lại từng đọc sách thánh hiền. Tôi cũng đã biết nhiều lễ nghi và sợ tiếng thị phi. Thế nói ra thì ngươi xưng là có học, dễ thường ta đầy dốt nét thì sao? Tội của người ta khó dừng thà, gia nhân chúng bị màu dừng lệnh của ta bắt tên này quay lại cột vào cây cổ thọ. Không, tôi có tội tình chi mà thượng quan hành phạt. Im, ta không cần nghe lý sự. Gia nhân. Dạ. Y lệnh. Dạ. Xong chưa? Xong rồi. Ừ, tốt lắm. Lục soát khắp vùng, bắt cho được Ngọc Nương đem về cho ta nghe chưa? Dạ. Không, buông tôi ra, buông tôi ra, hai con tôi vô, hai con tôi vô. Trời, Ngọc Nương, Ngọc Nương. Cậu Lương Sinh. À kìa, cô Thu Hà. Dạ, tiểu thơ em nghe tin cậu bị bắt, nên sai em đem cho cậu vài lượng vàng và với bộ đồ quần áo. Cậu thay đi, đặng trốn đi cậu. Dạ, cảm ơn cô nhiều quá, đưa đây. Trời đất ơi, thì chết rồi. Gì đó, hả? Mất vàng hết rồi cậu ơi. Trời đất ơi, rồi. Sao vậy? Trời ơi, chắc hiện tại tôi làm rớt dọc đường, tôi sợ quá đó cậu. Còn một bộ đồ cậu thay cậu rút đi đi cậu. Trời đất ơi, thì đưa đây. Ủa? Trời ơi. Sao kỳ vậy? Ờ, sao kỳ khúc chứ cả. Sao đồ đang bá? Trời ơi, chắc tôi... Hả? Tôi quýnh quá đó cậu. Trời ơi. Tôi còn mặt đỏ đi cậu. Trời ơi. Ý trời ơi, chết cậu ơi. Hình như có tiếng người. Thôi em về nha cậu. Ờ. Về nha cậu. Trời đất ơi, đàn bà con gái dữ quá trời quá đất vậy. Lấy vàng tới cho mình làm rớt hết trơn hết trọi à. Rồi đem đồ đàn ông không đem, lấy đồ đàn bà. Phần bị trói vô cột cây về, trời ơi làm sao trốn được cái gì vậy? Ba Lưu Sinh, chàng hải phu tân đã có tôi dạy tu. May quá, Thu Liệu cởi trói cho ta, xin đa tạ thăm ơn Thu Liệu. Ba Lưu Sinh, hãy nghe lời tôi. Mệt quá trời quá đất. Ủa, ở đây là xóm nào cả? Lo chạy chết ở đường xá gì quên hết trơn hết trời. Phần thì mặc bộ đồ đàn bà nó sùng sình, đi đứng gì quán được hết trơn hết trời. Chào cô. Dạ, chào cô. Chắc cô đi chùa mới về. Dạ, em đi chùa mới về đó. Cô ở xóm nào? Dạ, tôi ở dưới biển á. Hả, cô ở dưới biển? Dạ, quên. Dạ tôi đi thuyền với biển á, bị sóng vỗ chìm thuyền trôi tấp lên đây nữa chứ. Vậy à? Dạ. Tội nghiệp dữ không? Dạ không có chi. Xin lỗi, cô tên gì? Dạ tôi không có tên. Hả? Quên. Dạ có chứ. Dạ tôi tên là Tử Giang.
Tên nghe lạ quá à. Dạ. Cô có bà con kia ở xóm này không? Dạ không. Tôi định kiếm chỗ ở thôi rồi, rồi hỏi thăm đường về xứ. Tội nghiệp quá à. Thân đàn bà con gái ai cũng như ai. Tiện đây tôi mời cô về nhà tôi ở đỡ thôn, rồi cô sẽ lên đường về xứ. Cô có bằng lòng không? À, nếu mà cô có dạ thương người hoạn nạn thì... Dạ, kẻ hồng nhan bạc phước này xin cảm tạ thâm ân à. Cô chớ nên phụ lấy đâu đang là nghĩa. Cô nên ngần ngọn phong qua duyên cớ nào là lời. Tội nghiệp quá. Thôi cô về nhà tôi ở với tôi. Đi cô. Kim ơi. Dạ. Dạ anh hai bảo một chút rồi. Dạ. Anh hai gọi em có việc gì vậy anh hai? À em Kim Liên à. Từ ngày chị hai em trúng thực qua rồi, trong dinh cơ đồ sổ thế này mà chỉ có anh với em sao nó buồn quá. Mấy năm nay anh cũng tính kiếm người chấp nối mà kiếm hoài không gặp người nào vừa ý. Chắc bữa nay anh gặp người vừa ý nên gọi em ra cho em hay đi chứ gì, phải không? Em thông minh quá à. Đâu em thông minh, em đoán luôn thử coi ai sẽ là chị dâu tương lai của em. Để em đoán coi. À, chắc là chị Xuân chứ gì. Không. Nếu không nữa là chị Mai, phải không? Không phải. Vậy là chị Huệ. Không phải luôn. Ủa, ba chị nó đàng hoàng vậy mà anh chê hết sao? Đàng hoàng cái gì? Nghe anh nói đây nè, cô Xuân đó tánh tình hiền hậu, ngặt có đều cái miệng hơi hô. Còn cô Mai thì tráng đã vồ, thêm có tật cẳng cao cái mà cẳng thấp. Vậy chứ còn cô Huệ thì sao? Còn cô Huệ mập ơi là mập, chắc cũng đâu lối tám tạ tư. Dù theo không anh cũng khước từ, lại ba lại rút lui một nước. Một nước cái mà một nước. Anh khó tánh quá à. Cô nào anh cũng chê. Vậy chứ anh chịu ai giờ? Em biết ai không? Cô à. Tử Giang mà em mới đem về nhà đó. Anh nhờ em làm mai giùm nghe. Nếu cổ chịu anh cảm ơn em lắm. Em thấy khó nói quá anh hai à. Bởi vì em thấy chị ấy là người hoạn nạn, em đem về nhà tạm ở ít ngày. Nay dầu gì thì người ta cũng là khách trong nhà. Nay em đem giật vợ chồng mai mối nó ra, trời em thấy hơi bất tiện quá à. Có gì đâu mà bất tiện. Em ráng giúp giùm anh, tội nghiệp anh mà em. Thôi được rồi, để em tính cho. Cảm ơn em lắm, ráng em Kim Liên. Chị Tử Giang ơi. Dạ chị gọi em hả? Bữa nay chị đi đường xa mệt mỏi, chị nên nghỉ sớm cho khỏe. Đây là phòng riêng của em, chị vào ngủ chung với em cho tiện. Dạ, không được đâu, để tôi ngủ với bếp cũng được nữa. Dạ tại vì ngủ chung một phòng em ngại quá à. Chị em bạn gái với nhau có gì mà chị ngại.
một chuyện này muốn nói với chị. Có một người thấy chị thiệt thà thương, họ kể em nói với chị. Chị nghĩ thế nào? Em mắc cỡ quá à. Được rồi, để sáng mai chị trả lời cũng được. Thôi, chị vào nghỉ trước đi. Em ra ngoài coi cửa nẻo kỹ lưỡng rồi em vào sau. Dạ. Chị Tử Giang ơi, chị ngủ rồi à? Tội nghiệp, bị đi đường mệt mỏi mới nằm xuống đã ngủ say. Thôi mình cũng vào nghỉ cho rồi, để sáng còn dậy sớm nữa. Tội nghiệp cho tôi mà, tôi đâu có dám vào trong này. Cũng tại cô nương ép quá mới vậy chứ bộ. Nghe hỏi mấy giả nữ nhân như thế có ý gì chứ? Tình gặp chẳng ai nói mau, còn không có cho một dao bỏ mạng bây giờ. Khoan, dạ xin cô nương dằn cơn nóng giận, tôi xin lần lượt giải bài. Cảnh ngộ của người, tôi không còn gì phải phiền trách nữa. Nhưng người ơi, dù phòng nôi then cài cửa kinh, nhưng tiếng thị phi e khổ tranh sự dèm pha. Rồi đấy chỉ e cho tiếng tai miệng thế điêu hoa, thân khuê nữ còn gì danh tiếng. Cô nương nói thế cũng phải, nhưng xét kỹ lại, người sanh trên đời may ai tránh khỏi cảnh tai bay quả rơi. Những buổi lâm nguy ngộ viên phải tùng quyền, miệng giữ sao giữa cảnh trung chuyên, vẫn giữ được tâm lòng trong sạch. Người ơi, câu tư đức tôi chưa hề lỗi đạo, chữ luân thường há dám đơn sai. Mặc dầu tôi với người lòng thẳng giả ngay, nhưng giữ sao được miệng đời mai mìa. Thôi thì đêm kỳ ngộ không duyên cũng nở, mối tình đầu xin gửi cho ai. Nơi Trường An dĩ được thành tài, xin nhớ kẻ tháng ngày mong đời. Cô nương đã có lòng chiếu cố, kẻ sĩ hèn xin khắc cốt minh tâm. Nếu mai sau chiếm được bản vàng, câu giai ngẫu sẽ cùng ai phối hợp. Thôi, canh tàu cắt lùng, nơi đầu tôn trong đã sang canh. Xin giả biệt cô nương và hẹn ngày tái ngộ. Khoan,
chàng hãy chờ em giây lát. Đây, chàng hãy giữ lấy túi vàng này làm lộ phí, xuống Tường An tìm chữ công danh. Mong ngày kia chi nguyện đạt thành, ơn vàng đa nguyện minh tâm khắc cốt. Khi canh nhang vào sương em đứng, em phải đánh mặt mới được. Sao chừng này chưa ngủ?
Dạ em chưa có buồn ngủ. Em gái tôi có nói cái việc đó chưa? Dạ rồi. Nói rồi không? Dạ. Chịu không? Không chịu đâu. Không chịu, không chịu đâu có được. Ủa la nhột, xúc đầu tóc bây giờ. Ủa sao dăng cái đầu tóc? Trời ơi bà móng vớ người ta bắt nó. Ngọc Nương. Kìa, quan tri phủ. Đừng gọi ta bằng quan này quan nọ, ta thích nghe tiếng nói ngọt ngào. Nhưng tôi có tội chi mà bắt giam cầm và còn ép uống những điều quan nguyện? Ngọc Nương, ta yêu nàng tha thiết nên mới cầm giữ lại nơi đây. Nàng hãy nghĩ kỹ lại đi, muốn làm chủ dinh thự này hay là muốn chết non chết hiểu? Không, thà là tôi quyên sinh mà tôi được bảo toàn tiết gia, còn bởi kẻ đã thắng còn một người chiến bại.
sao nên bao sầu bao khổ, mang hận lành bởi lỡ nhịp cầu duyên. Đêm năm canh chịu nặng mối ưu phiền, quá khuất ức nên giờ thành điên loạn. Xin tiểu thơ hãy suy cùng nghĩ cạn, đừng quán hờn chuốc lấy những đau thương. Hãy đợi đến ngày chàng trở lại cô, vui đôi lửa chắc sẽ tròn tuổi mong. Không, ngày mà người ta yêu sẽ trở về đây với cân đai vòng lòng, đó cũng là ngày tao đơm mối đau thương khóc phận dưới quang môn. Ai đợi mình là đâu mà mình đợi mình chờ, tao sẽ chết trong nghẹn ngào tức khi tươi để năm đất vàng chung lấp phần tàn hoa. Lúc ấy thì hết rồi bóng dáng kiêu sa, hết gấm lúa vàng son nói 500. Trời ơi, gì mắc quá vậy? 200 nữa
được không? À, để hỏi ông coi nha. Để hỏi coi. Alo, alo, trả 200 được không? Không được, ông lấy giá nhất định. Ông không chịu nói thách. Chịu không? Ông chịu pháp sư quải đồ nghề về. Chịu rồi. Chịu ha. Rồi đó, đặt tiền tổ rồi đó. Đặt rồi thì ngồi xuống. Ngồi xuống chi? Ngồi đồng chứ chi. Trời ơi, tôi đâu có biết ngồi đồng ngồi cốt gì đâu. Ấy, có pháp sư để mà lo gì không biết. Nó lên giả chứ bộ lên thiệt không sao. Ngồi xuống không? Ngồi thì ngồi chứ làm gì dữ vậy? Nam mô Đông Phương Nam mô Tây Phương Nam mô Bồ Tát Thích Ca Nam mô Nam mô Nam mô Bắc Phương Nam mô. Hôm nay bóng mát hồn ở cây ngang, nghe tiếng mau mau về đây thầy dạy. Này hỏi hồn ơi, Đông Phương tướng mẹ già đại, Tây Phương binh cò quắm mà cò xanh, Nam Phương binh sáu sầu ngà sáu sành, với một ngà đám le le cầm mà cầm, manh manh dọc dọc chim mà tú chim mà heo, chim hụt chim mèo hồng vàng cao cát, hồ câu mỏ nhát là gió dẻ ông ca cao, nghe linh thầy kéo róc là về mau. Khi anh trở về, anh thấy nó ngồi một mình,
anh thấy cơ hội ngàn năm một thuở, anh liền bước đến bên cạnh người đẹp. Ôi sao anh thấy cõi lòng anh rung động làm sao á. Rồi dùng lời khuyên lên, nó không trả lời câu chi. Anh thấy thèm cảm ơn, chạnh lòng thương. Anh gặp người đẹp, đêm quang ca, lòng du cung tiên chắc anh đã sai à mê. Mình nóng răng anh vào tới ôm, ai ngờ nó xô ra, khiến cho anh phát cả xè. Em ơi, anh ôm nó nghe, nó dùng dãy một hồi kịch liệt, dùng dãy một hồi đồ văn, tối em biết văn cái gì? Cái gì? Văn cái đầu tóc giả, chết anh chưa? Oh yeah! Con vịt với hai con heo sống nha. Trời ơi, thế ghê dữ vậy. Ừ, bởi vì một tiểu thơ đại ca phải mang bệnh điên cuồng. Cô thầm yêu một gã trai nhưng bị người nàng yêu hất hủi, cổ mang câu tuyệt tình. Anh ơi, người trai mà anh vừa nói đó, ông đó tên là chi vậy anh? Cậu đó tên là Lưu Sinh. Lưu Sinh? Ừ à. Trời, anh Lưu Sinh là sư chạy kẻo ma nó rượt tới. Pháp sư, sương lạnh mà trong em có vẻ kinh hoàng. Lưu Sinh ơi, em vừa thoát khỏi tay Dương Gian Ti Phù, hắn giam cầm em tại chôn tự vinh suốt tháng trường như một kẻ tù nhân. Hắn còn buồn em phải bằng lòng nghiệp chân giao bụi, nhờ anh gia nhân. Xin đèn hương rồi hai ta làm tới một. Dân, anh vào trước rồi em sẽ theo sau. Khoan, xin lỗi cô nương, cho tôi hỏi thăm một việc. Ông muốn hỏi thăm việc gì?
tôi nghe nói có một vị tăng tạng vừa về đáo nhậm tại vùng này. Tôi muốn nhờ ông xử phân một việc. Chắc ông có việc gì quan ức? Quan ức thì không quan ức, nhưng bực mình thì có bực mình. Tôi có một đứa em đang tuổi xuân xanh, nó buộc tôi phải đi kiếm chồng cho nó. Vậy rồi ông trả lời làm sao với cổ? Tôi nói chồng thì thủng thẳng một ngày một có, muốn chứng gì mà làm như mắt kinh phong vậy? Tôi không chịu đi thì nó la, nó giải đùng đùng mà. Nó nói không đi kiếm được chồng cho nó thì nó nhảy xuống sông tự tử. Rồi cổ có tự tử không? Có chứ sao không? Nó hỏi tôi, anh chịu đi không? Tôi nói không. Cái nó nói à, không đi thiệt hả? Nói dứt là cái nó đâm đầu chảy tuốt ra sông tự tử chết. Phương tưởng nhớ một phương
thật là một cô gái nết na đức hạnh, lại hết giả chúng tình. Tội nghiệp nó lắm ngày tân tràng ơi, em của tôi là một đứa con gái chung tình có một không hai. Nó nói nó đã yêu ai thì nó nguyện danh thác những giữ tròn đổi không còn một đồng một chữ trong lưng. Có bữa hai anh em phải uống nước sông chịu đựng. Nếu ngài còn nhớ những lời hứa hẹn thì nó đến đây ngày an ủi đôi lời. Đó là tôi lo cho bề duyên nợ em tôi, cho riêng tôi thì không dám nhìn mặt ông tân tràng. Nhớ đêm nọ lên, anh không có lỗi gì hết. Còn cô Kim Liên hiện giờ ở đâu? Dạ, nó ngồi dưới gốc cây đằng kia kìa. À, Kim Liên ơi. Ai? Chị đó này. Biết ai đây không? Kìa, Lư Sinh. Thế ra chàng đã chiếm được bảo vàng. Dạ, cũng để đắp đền ơn chi ngộ. Hãy bước lại đây, bước lại đây ra. Tôi có bỏ không được rồi nha. Ý, nàng nào với chàng? À, còn nàng là ai mà dám xuồng xả với chồng tôi? Trời ơi Lê Sinh, kể mà chàng nói chàng chưa có vợ, để cho bà nó đứng sòng sòng vậy đó. Thì để anh nói cho nghe. Tôi cũng cần nghe đâu. Lê Sinh. Gì? Chàng hãy về với em. Lê Sinh. Gì? Chàng định đi đâu đó? Trời đất ơi, mỗi bà một bên còn gì cái áo. Buồn ra. Không buồn, tôi cũng không buồn luôn. Tiểu thơ, vì sao tiểu thơ lại đến đổi này? Lư Sinh ơi!